Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của Canfit Củ Chi. Hôm nay mình nhận được cái con Dell Inspiron nha các bạn. Mã men là LA8241B, review 1.0 nha các bạn. Hiện trạng của con này là báo 5 tiếng bit. Rồi bây giờ mình sẽ cắm nguồn và mở máy cho các bạn xem cái hiện trạng của cái bệnh. Rồi bắt đầu mình sẽ kích nguồn nha các bạn. Có gắn RAM rồi đầy đủ nha các bạn. Máy có gắn RAM nha các bạn. Đó. Đó, báo 5 tiếng bit nha các bạn. Rồi. Đó, máy là báo 5 tiếng bit. Rồi. Ở cái dòng Dell thì mình sẽ kiểm tra cái tiếng bit nha các bạn. Bit code. Thì thường 5 tiếng bit là báo lỗi cái khối RTC nha các bạn, khối thời gian thực. Trước tiên mình sẽ kiểm tra xem là cái máy này còn pin hay không nhé các bạn. Thường cái lỗi 5 tiếng bit này là khu vực RTC. Bây giờ mình sẽ gỡ men ra và mình sẽ kiểm tra. Ok, men có gắn RAM đầy đủ nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra khu vực RTC nha các bạn, xem là cái viên pin này còn pin hay không. Đó, bây giờ bắt đầu mình sẽ đo cho các bạn xem. Mình sẽ đo cho các bạn xem là viên pin nha các bạn. Là để mình xác định được ban bệnh của máy laptop Dell qua tiếng bit nha các bạn. Pin hết rồi nha các bạn. Pin hết. Rồi bây giờ mình sẽ gỡ pin ra và mình sẽ gắn một cục pin khác vào nha các bạn. Rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành gắn pin khác vào xem nó có hết báo 5 tiếng bit không nha các bạn. Đây, chính xác cái viên pin này là hết nha các bạn. Mình sẽ để lại cái đồng hồ cho các bạn coi. Còn khoảng 0.6V nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ thay một viên pin khác. Đó, bây giờ mình sẽ gắn viên pin này vào và mình sẽ gắn vào xem máy có còn báo tiếng bit không nha các bạn.
Rồi. Đó, mình vừa ráp sơ lại cái men nha các bạn. À, bây giờ mình sẽ cắm nguồn. Xem máy có còn báo tiếng beep không nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm nguồn và mình sẽ kích nguồn cho các bạn xem là sau khi mình thay pin CMOS thì máy còn báo 5 tiếng beep hay không. Và máy có lên hình không nha các bạn. Đây là một cái ban cơ bản của dòng máy Dell, mình dựa trên tiếng tiếng beep nha các bạn. Dựa trên tiếng beep để mình biết được ban bệnh. Rồi bắt đầu mình sẽ kích nguồn cho các bạn xem sau khi mình thay pin CMOS nha các bạn. Rồi, như vậy là máy đã lên hình nha các bạn. Rồi, ok các bạn. Đó, như vậy là máy đã hết báo tiếng beep. Đó, và máy đã lên hình. Như vậy nguyên nhân ở cái con Dell Inspiron 3560, 5520, cái dòng xài chung cái mã main là LA8241B nha các bạn. Review 1.0 thì hiện trạng của ban này là báo 5 tiếng beep. 5 tiếng beep sau khi mình thay thế pin CMOS. Đây, viên pin lỗi đây. Sau khi mình thay thế pin CMOS thì máy đã hoạt động bình thường, không còn báo tiếng beep nữa. Và đã xuất hành nha các bạn. Rồi, video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.